Được anh em nhá. Hello hello hello. Hello. Ở nhà đâu vậy? Hello anh em, hello các bạn. Đợi mình tí nhá. Mẹ mày có muỗi đốt ngứa quá. Ai à. Đang gõ 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 muỗi đốt phát. Cho nó lên, mình lên thiên đàng luôn. What's up anh em? Tham gia trận chiến trở thành huyền thoại. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Time to slice and dice. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Kỹ năng chủ động đó là kỹ năng ngộ không? Không, mình mới level 5 thôi á. 735 kim cương ạ, vãi cứt. Đùa. Bì và Gana. Làm mấy cái ly đi. Hello anh em nhá. Và team cốt trận ao làng này các bạn ơi. Hello Khoa, hello Vũ Võ, hello Obama, hello Đân, hello Tú Hoàng nha. Nó thực sự ạ, có mũi đốt đéo, có mẹ cũng đéo thì đốt ngứa vãi lìn anh em. Đéo tả nổi luôn đấy. Ngứa vô cùng luôn. Chờ tí nhá anh em, đợi mình một tí nhá. Logic, hello Thành nha. Hello anh em. Rồi, chúng mới xuống rồi. Phát cường vào xịt. Bốc cứt toàn tập. Đợi tí anh em ơi, đang dở tiếng Việt, anh em đợi tí nào. Ok là hello Nai nha. Hello hello anh em, hello các bạn.
Anh các bạn với vai xin một like lên kênh đi anh em các bạn này. First blood. Ai liền cho hai viên đi luôn ạ. À. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy anh em ạ. À. Malazara. Kill. Đồng nghĩa nha. Đã phòng đi tí nữa anh em ơi. Tí nữa không có phòng nha. Phun đỏ. Quá là pro. Good job. Nhớ em ơi. Nhớ xương xương. Giữ ta. Hết máu rồi. Đủ mà nhảy lên bắn được luôn kìa. À thế nhở. Triple kill. Hay gọi là xin vĩnh biệt cụ.
ok đấy. Xin lại cái color collection cái đã. Ok. Hợp lý đấy. Tô bắn mới thuê anh em ạ. Bắn đeo toàn đầu. À tô bắn vẫn rất là phê. Nó đẩy luôn này. À đủ ma nó vào nhà luôn kìa. Ôi, Aqualine. Mẹ, đẩy ác quá. Đẩy ảm ra ra quá anh em ạ. Kill. Lạ chưa? Thua. Thế mình vẫn MVP ạ. Mình cha mình đang mở live bên Facebook mà vẫn MVP được. Nào ra đây anh em ạ. À là nha anh em. Tí mình vẫn đích tạo phòng ở làng nha. Vâng, làm luôn anh em ơi, đợi tí mình với tập phòng cái đây. Làm này. Time to slice and dice. Đầu tiên chơi gì anh em nhỉ? Bắn thường slow à? Solo nha anh em. Bắn thường tìm hai á. Tìm hai solo để biết anh em ơi. Đây, bắt update cái gì đây? Wi-Fi bắt update cái gì ấy, anh em ạ? Ảo thật.
Tèo 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 tèo. Để ra tạo phòng nha anh em. Thùng solo nha, phải theo trận đầu adapt rồi em, tí nữa lên adapt tí sau đây. Chiến thôi, thì chiến được ít người chơi lắm anh em ạ. Chiến ít người chơi lắm, chơi bắn thường này. Bắn thường solo nhá, cho nên chọn thương cứ chúng ta cứ xạ bắn thường solo đi anh em ơi. Cứ xạ bắn thường solo mà xạ thôi. ID phòng là 25450638, 25450638. Ok. Đã tìm 2 tí nữa đi bạn ơi. Spam nói anh em ơi, ý thức lên nào. Đây thì chúng ta là có người văn minh nào các bạn. Người văn minh chúng ta không spam các bạn ạ. Top 1. 1 kill trở lên. 1 kill trở lên. Nhận kim cương. Ok. Đầu tiên là luôn luôn dễ trên kênh mình nhá. Đầu tiên là luôn luôn dễ. Lên 33 like bằng mật khẩu like đi em ơi, xin 20 like nữa thôi. Hãy cho mình cái nào các bạn ơi.
biết là gì không, là ngày dài cứ trôi của nỗi nhớ. Chỉ về mình em thôi, PC 12 triệu là được không anh? Được em ơi. Thoải mái. PC 5 triệu là like được rồi chứ chi PC 12 triệu. Đơn giản. Đây mà dễ. Tên anh bỗng thấy thương cái bằng non, đây các bạn này. WhatsApp những người anh em. Vàng nhỉ, cay thế nhỉ. Có biết là gì không, là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ, có biết là gì không. Bốn like nữa anh em ơi. Hay là đây các bạn. Bốn like nữa nào. Xin là xin vĩnh biệt. Ao làng ghẻ. Ô các bạn chơi thôi bạn ơi, mình không có ép bạn chơi bạn nhá. Cảm ơn bạn đã xem nhá. Mình không có ép bạn chơi nên bạn đừng có buông lời cay đắng đây bạn ạ. Đủ like chưa? Đủ rồi, sao view vừa có 22 view ta. Bạn chơi rồi thôi, mình không có ép. Chứ mình không thích chửi nhau nữa đâu, mình hết hứng chửi nhau rồi. Mình là nói nhiều là mình ban luôn đấy bạn ạ. Nhá. Đơn giản và dễ hiểu là như thế nhá bạn nhá. Mỗi người ta nên có ý thức một chút nhé.
Con người phải có văn minh lên bạn. Con người sống phải có văn minh ạ nhau. Ý thức lên. Không có giết cái cuối nha. Không cần giết cái cuối đâu em ơi. Thì bạn đấy là bạn yêu cầu mình ban nhé, đây mình ban luôn này, trong khi mình chưa động chạm gì đến bạn cả, bạn đã chửi mình rồi. Bạn chỉ là chat ở đây mình nên mình nói được bạn ạ, mình nói là bạn nghe được đấy, chứ bạn chat mình có thể ban bạn đấy. Bạn là người bất lợi hơn mình đấy, nên bạn biết điều một chút đi bạn. Lúc mình chửi cho lại biết thế nào là tự ái, biết thế nào là nhục. Nhé. Vote đến 9:25 chốt vote cho anh em. 9:25 chốt vote xong view view của ông như nào nhá, chúng ta nộp mật khẩu nhá. Không spam nào. Nên được 27 view. Một phút nữa chốt vote xem view vùng nào nổ một khẩu nha. Chỉ nghĩ về mình em thôi. Tên anh bỗng thấy thương cây bàng non, đâu là cô đơn khi mình nghe nói trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi. Đã tí không có mất khẩu anh em ơi, nghe tiếng mưa cười. Ok, chốt vote nha. Chốt vote. Nào, chúng ta là phải đợi view rồi. Kiểu này là phải đợi view rồi. Và tiếng trai tim từng đêm. Chiếc la bằng non em nghe gì không à, hỡi em à.
đợi view rồi anh em ơi, giờ đợi view hay là nổ bát luôn anh em ơi. Em học từ việc của em ơi, anh không quan tâm nhá. Em học là việc của em, không việc của anh nhá. I don't care. Hello Huỳnh Tú Nhi. Hello bạn. Rồi đợi lên 45 view đây. Anh em mà đợi view kìa, 45 view nổ phát kìa. Hello hello hello. Hello anh em, hello các bạn. Đấy 45 view đi anh em, chờ tí đây, chết người đâu mà. Anh nào không chơi được thôi nhá, sorry anh em. Anh nào không chơi được thôi, sorry anh em nhá. Ok là ba chín view rồi, 6 view nữa anh em. Anh ơi có phải bình gold không ạ? Em bị giả hơi à? Gold gì tầm này? À, luật là top 1 một kill trở lên là bắt đầu từ một kill đấy anh em, ít nhất là một kill nhận kim cương hết. Thế thôi. Game là dễ. Game là dễ. Còn đủ view rồi, cố lên anh em ơi, like chia sẻ mạnh lên nào. Alo alo alo. 42 view rồi, kìa 3 view nữa. Ba view nữa. Cố lên mọi người ơi, mọi người. Ba view nữa thôi mọi người. Rồi, rồi gần lên 45 view rồi anh em, cố lên nào. Rồi bán hết với thanh niên spam rồi đã. Tí mình bán hết với thằng spam rồi đã anh em ơi.
mấy tiếng nữa spam lắm, đau hết cả đầu. Lòi 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 nhức hết cả đầu. Bốn mươi view anh em ơi, năm view nữa đây, năm view nữa có mấy khẩu nào. Cố lên các bạn ơi, gần đủ rồi các bạn ơi. Fighting những người anh em. Bốn ba view gần đủ rồi, cố lên nào. Cố lên các bạn ơi, gần đủ rồi các bạn ơi. 43 view à. Come on. Lại 42 view, không lên nổi 45 ta. Cái te nhỏ. Nửa 45 view ta. 44 đây này. 44 view này. Anh em. Nghe gần đủ rồi thì lại tụt. Cái te nhỏ. 44 view rồi, gần đủ rồi lại tụt. Rồi tụt lại mất khẩu luôn, cái mất khẩu này có 5 số nha. Lần này có 5 số nha anh em. Chưa lên bạn ơi. Đây 44 là mắc các bạn ạ. Lên đâu mà lên. Lên cái nịt. Có mà lên cái nịt. Bốn bốn view. Bốn mươi bốn viewer anh em à. Kìa lại tụt kìa. Lên 44 view là tụt xuống ạ. À. Ảo vãi. Ảo Malazara vãi. Thề. Đâu mà đủ. Mình thấy 44 view rồi à. Tụi hồi nào. Ai cả lìn thật. Chưa đủ. Bố muốn như là rừng ạ. Cay vãi ò. Rồi tụt luôn xuống 37 view rồi. Ôi con này cháu nổ vắt luôn, lọc quá anh em ơi. Con này cháu nổ vắt luôn, lọc quá. Là 43 này. Chưa lên 45 cho bạn ơi. 44 view là mắc. Bốn bốn view vẫn đang làm mắc bạn nha. Nếu không đủ trận này chỉ có 45 kim cương thôi đấy, còn đủ thì trận này 90 kim cương. Không đủ thì chỉ có 45 kim cương thôi anh em ạ.
Nó đến nổi luôn ạ. Ảo thật. Nhưng khi mình éo thầy hiểu nổi. Éo thầy hiểu nổi luôn á. Ảo Maya Lazada VL ấy. 41 view rồi, 41 view rồi. 41 view rồi, đợi anh tí nha em ơi. Bốn mốt view rồi các bạn ơi. Đủ à? Ok đủ nha anh em. Vừa khít luôn ạ. Không hơn tí nào ở đây, 46 view. Ok nhá. Mặt cỏ lần này có 5 số này. Nhà máy đề phòng đây anh em ơi. Đều là top 1 trên 1 kill có giải nhá. Ok chưa? Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, chat ad cho mình cái nào. Ad cho mình cái thì mình gửi một khẩu nào anh em ơi. Ad đi, ad đi anh em, để mình gửi một khẩu nào. Are you ready thì chat ad cho mình cái nào. Come on man, come on man. Ok nhá. Mở khẩu chat nhá. 5 số. Lê Tuấn Anh nhá. Chat này để cái chat này. Chat từ 1 đến 500 mở khẩu này. Bắt đầu này. 1 2 3 4 5 mở khẩu này anh em ơi. Để ý kênh chat này. Vô đây, vô đây. Vừa chat lên rồi cái gì em? Để con chat đi em. Vừa chat lên xong thôi. Em không để con chat à? Cảm ơn Thiện Phan nha, thank you bạn.
Ôi chết rồi. Má thoát nhầm rồi. Thoát nhầm cái app ấy rồi. Vai cả bìu thật. Lú như con cú luôn ạ. Anh em thoát game. Em mở há một lúc lú quá. Em lúc có bị lú lú thế nào ấy. À cái đó lại. Hello Chí Hân Hoài nha. Thích thứ nhất bạn ơi. Dân chơi không sợ mưa rơi. Sợ mưa đá dân chơi đi về. Ok, chúng ta trận đầu tiên trong buổi gọi là sáng trưa ngày hôm nay. Vị trí của Lam Muối Tôm. Đây là vị trí của Hoàng Thành. Tê Quy Thức, Marcus Ege, Đức Phước, Mây Vô Cực. Và bản gọi là mù mắt với vị trí của Mây và ra đi được súng M94 vị trí của Conan. Tiếp theo vị trí của Lọ Lem. Lọ Lem cho mình một mạng cục trên vực, đó là trường đua rồi. Ken Bip bán nhau trên vực khâu rồi, ra đi được súng của nhát đi tê. Tiếp theo, ôi, đi hết rồi. Nam Muối Tôm một pha gọi là két thần thánh, một pha góc vui và kiếm mình một kill rồi. Đây vị trí của KTS Phát Gaming. Một quả ném nết tự sát à? Làm cái gì không biết luôn. Không hiểu lý do của ném nét của đấy là gì cả. Có giả ma ra một thì khẩu gắn như cứt. Khẩu gắn theo tao biết thì phải bắn trúng bên đầu thì mấy bên sau là mới trúng được. Còn một khi đã xịt bên đầu thì mấy bên sau rất là khó trúng. Tỷ lệ trúng cũng rất là kém. Khẩu mở hôm 14 ấy. Bắn trúng bên đầu là nhưng mấy bên sau nó sẽ trúng rất là nhiều. Chú Đà đẹp trai cho mình 2 kill ngay sau khi xuống là đắp đất rồi. Victor DK. Anh em mới like, mới đăng ký kênh thì nhớ ấn vào cả chuông nữa nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thank you anh em, cảm ơn các bạn. Chí của Victor, chí của Thông 1245, chí của Sinbad 71TK Star. Conan bắn rồi. Cầm mình khẩu M4 và khẩu đó là chỗ này là khẩu chim bói cá, xe về chim có kiến nào đúng không? Khẩu này là khẩu chim bói cá. Chí của Vi Phát. Bé Hảo. Solo M4 á. M4 là khẩu gì? M4 là 1 á. Lại thằng này solo M4 là 1 là như nào nhỉ? Không hiểu cho lắm em ạ. Thằng này solo 1151 là như không hiểu solo 1151 là solo cái gì. Solo thằng nào xế bằng người nhiều hơn à. Đúng không? Này solo thằng nào xế bằng người nhiều hơn rồi. Không lệch đi đâu được. SP chết thật kèm VIP á. Vãi nồi ạ. Kèm VIP non nè. Vào thành Marcus sang bot cày dại gái. BS Vi Trung. QR Katic.
chúng ta còn 21 người chơi nữa thôi. Cái mắt thế nhỉ? Tối ta tám người chơi cuối cùng nào. Đây không cần kêu mà anh em bắn như kiểu cần kêu nhỉ. Mày hỏi tao hay hỏi biết hỏi ai hả? Mày hỏi Nam. Mà tao hỏi cái đầu gối này cho nó trả lời này. Hỏi như hỏi ấy nhỉ. Hỏi ảo ma Lazada thật đấy. Hỏi như hỏi vậy. Làm build nha hello em. Chúng ta còn 16 người chơi nữa. Chưa vào thành. Vẫn mình một kill. Phát pha thì đánh gáy rất là to mà chuồn cũng rất là nhanh. Rồi con nổ xe rồi. Đi xa có vẻ hơi toang. Rồi nhanh như xe vẫn sẽ bị nổ mà thôi. One shot hay không đây? Đang chờ đợi những pha one shot nên thậm chí phát pha với khẩu đó là Ranot. Ui giời ơi, một pha đẩy vội về kỳ đến vị trí của phát fan và đây xuống của Nam muối tôm. Bị bắn rồi, Nam muối tôm bị bắn rồi, biết là ai bắn cả. Một pha đẩy láo rồi, trời ơi, ông này sẽ bị trả giá bởi pha đẩy láo này của mình. Cái kia lấy máu rồi, không biết là ai cả. Định làm quần máu không có định đẩy đâu. Rồi, bên bị cổ. May là cái keo kia bị chặn lại. Quần máu thành công. Ô, đi luôn. Có vẻ khu này có vẻ rất là đông người đây. Ở trên có bắn nhau rồi. Liệu Nam với tôi có lên góc vui hay không đây. Ở đây thì quăng ra. Kia giống như chiếc quần mặc áo giống đồ đây ông VIP Pro thế nhở. Đây rồi mùa đến rồi. Rồi tới cả không kịp. Bỏ quyết định bỏ rồi, không bắn nữa. Marcus, Glass.
sang bot. À, cai chạy gái vẫn đang gần đây. Cai chạy gái vẫn đang ở đây. Có vẻ cai gái đang ngược lại cai hết mạng đến từ vị trí của mạng nam mới tôm. Quy chung mặc cho mình một đội xe đạo chết xa lánh. Với một cái màu chủ đạo là màu xa lánh thì anh ta có vẻ đang AFK rồi. À không, quyết định quay lại rồi. Quay lại với cuộc chơi rồi. Ảo gì bạn? Sao lại ảo là ảo là sao bạn? Có Nhật Minh lái đi lên và chửi người ta vậy bạn ơi. Thế thì chịu rồi. Thế thì bó tay rồi. Cạn lời, cạn lời, cạn lời. Ủa thế là bạn chửi ai vậy? Bạn chửi những người chơi cốt tùm hay là chửi mình với bạn? Đúng mà. Kèo á, kèo như nào bạn nhỉ? Kèo như nào nhỉ? Chết 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 chết. Nam với tôm là người đứng nhất với năm hạng gục rồi. Quao Thành, thứ hai là Quao Thành ở đây. Đây là bảo hành nhá. Hello Đức Cường. Anh ơi, em xin một like và follow nhá anh em ơi. Hello, hello anh em. Em xin chụp kỳ vãi cả đầu. Chịu đấy. Bó tay đấy. Là đẹp trai mình được 2 kill. Bé Hảo XE mình được 3 kill rồi. Em mình 67 được 2 kill. 9 là chơi cuối cùng nào. Vòng bò ra chơi lại sau gọi là 14 giây nữa. Hello Lưu Huân Hải nhá. Hello. What's up. Em vào chưa follow, mình xin follow đi anh em. Follow giúp mình cái đây các bạn ơi. Chưa follow, chưa like, mình xin like, mình follow nha. Tới cùng chuệ. Tới cục xít. Hello Trần Minh Hoàng. Trần Minh Hoàng không spam giúp mình cái nào bạn ơi. Chứ cuối cùng nào. Ủa, ông này lên 6 kill này, ông này bắn ghê đấy nhở. Ông này bắn đúng gắt luôn á. Sáu kill luôn rồi nè. Quá là gắt, quá là gắt. Chúng ta còn 7 người chơi nữa thôi. Bảo Thành băng nết rồi. Kia vẻ solo vị trí của đứa toán không nhầm, nó chỉ đạt đẹp trai. Được không?
chỉ có bé Hảo phải nốt. Kim 67 ở đang solo cho Kim 67. Kim 7 đang sửa cho mình út sao lại 264 máu nhỉ? Chả thấy anh like, bạn trời ơi à, hôm nay mình like lần đầu tiên trên kênh này, trên cái fanpage này là mày này mà bạn. Thật là ảo ma Lazada. Anh em chưa follow mình follow nhá anh em. Ôi giời, bé Hảo 6 kill ông đã chết rồi. Ông gọi là ông Nam muối tôm ra đi rồi. Nó đen cho nàng mới tôm. Ba người chơi cuối cùng. Vào game nhanh đi còn hỏng. Nó tranh này bạn. Có vẻ tôi đi đang bé Hà top 1 rồi. Trai ạ. Ok, chỉ mình là đẹp trai nhá, đẹp trai lên kênh chat trai đi game với anh em ơi. Đẹp trai lên kênh chat trai đi game hộ anh cả nha em. Hơi công chuyện. Hơi cục xít. Bộ đăng kim cương á, đâu Thành đâu ra đi game đây nào, nào trả Thành, ai tạo phòng tiếp cho mình với anh em, ai có thẻ không? Bắn đích solo cái gì nhỉ? 94 đăng kim cương cho này, có Thành đâu? Xem chơi gì kéo nào. Hello sọt cô độc nha.
Có thằng đâu nhỉ, nó bảo lấy 45 cương thằng đạt giả mà. Đâu rồi? Chạy đâu mất tiêu rồi? Ajinomoto. Cho vào thanh à? Ok. Ai có thẻ không anh em? Là ai có thẻ không nhỉ? Ai có thẻ vào thêm code mình với anh em ơi. Ra là chơi bắn thường à? Ok nhá. Bắn thường. Solo. Team 2. Là team 4. Đây đang có xem tôi team mấy đây anh em. Đang có xem là chơi team mấy đây để biết đây. Tôi cùng chuyện thật. Có à? Cái bạn em ơi. Gấu cái bạn anh đi gấu. Ủa cái bạn xong cái bạn chưa vậy? Sao ra rồi? Phát cà bèo. Không cấm nha em ơi. Đây sẽ chơi thưởng kim 4 nhá các bạn. Phải chỉnh trước mới được. Phải chỉnh trước mới được. Không 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 được cái đấy đâu. Alo, phải chỉnh đã. Anh chỉ này, vào live xem lên xem live anh chỉ này. Không cái đâu rồi. Nè vào xem live anh chỉ cách tạo nè. Đây nha, ấn vào phòng này, ấn tạo phòng này. Phần này em chọn team 4 giúp anh nhá. Team 4 này. Cái phần quan sát này, em cái phần chặn này lập em đóng giúp anh nhá. Phần chặn này lập ấn đóng giúp anh. À, được nha em nhá. Đó.
Tới công chuyện. Điên này, không gian đạn bắn đang bắn thường, không gian đạn ông mới ông bị chơi đầu à? Cái to à? Không phải hay ho à? Đã chưa ấy nhỉ? Đây à? Ok. Đây chỉnh có dẫn nạn em ơi. Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Lật nha anh em. Tuyên bố top 15 kill nha. Ok nha. Lên 95 này. Không solo em ơi. À, có tầm này solo kiểu gì? Rồi bằng niềm tin à? Hello Monster Gaming nha. Hello anh em. Vào cho like, xuống like đi anh em ơi. Hãy vào cho like, xuống like nha các bạn. Thank you.
95 like nha. Hope I never die. I am the never sigh. Bye 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 bye. Mười bảy lá nữa. Hai lá đi anh em ơi. Mười bảy lá nữa có mấy khẩu rồi. Mãi còn ông người like tôi cũng chịu mà. Chết cái like cũng phải tiếc ạ, một cái like thôi mà cũng tiếc. Nổi giờ gái với gái bây giờ gà này mới gáy ạ, tách cả bèo. Mười một ai nữa anh em ơi, mười một ai nữa có mật khẩu rồi, là đi các bạn. Chiến là bắn bắn tim bốn em ơi, từ chiến cái gì mà từ chiến
chín cái nịt. Đang mô tên học tự học K12 bị hacker đánh ạ. Là sao? Một like nữa. Đừng đùa rồi. Một like nữa các bạn ơi. Hello Nguyễn Phú Quốc nha. Ok, đổi like mở vote nha. Ôi chết mẹ, còn chưa tạo cái gì mà. Đậu xanh. Kênh ấn vào cả chuông giúp mình nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ like lên kênh cũng ấn vào cả chuông nha anh em ơi. Thank you anh em. Trôi. Vốt đến 10:22 chốt vốt nha. 10:22 chúng ta chốt vote ở Pat nha anh em. Like đi các bạn ơi, like đi nào. 10:22 tôi chốt vote ở Pat. Ở một trận này có vẻ là 90 kim cương rồi. Bây giờ 2 phút rồi các bạn gạo nhá. 10:22 sẽ có mật khẩu cho anh em. Khổ vãi nồi. 1 phút nữa chốt vote nha. Là 45 người xem đó bạn. Trời đậu má. 45 view là 45 người xem đó. Ok, chốt vote nổ phát nha. Mật khẩu đây chat nha anh em. Mật khẩu có nào. Rồi để mật khẩu đó quên mất. Chưa lấy mật khẩu. Quên mất chưa lấy mật khẩu anh em ạ. Anh xin mật khẩu. Anh vào cho like cho đăng kênh, xin like đăng kênh nha anh em. Cả này chúng ta có 3 số nha anh em ơi. Cả này chúng ta có 3 số nha. Nào, với ID phòng của chúng ta là Phát. Cứ mở nhạc cay thế nhở. ID phòng là 2 2 5 4 6 2 6 6 3. Anh nhầm, 2 5 4 6 2 6 6 3. Ừ đúng rồi.
Rồi phòng được hết chưa nào, rồi mật khẩu đây. Ok chưa anh em ơi. Thì là top 1 sẽ là 90 kim cương nhá. Đó là hai người nhiều kim nhất sẽ được giải nhá anh em. Hai người nhiều kim nhất sẽ được giải nhá các bạn. Anh em có đợi view không? Đợi lên 135 kim cương không anh em? Hay là nổ pass luôn đây? Anh chị em bạn bè đã lên 90 view 135 kim cương không? Cả team 45 kim cương người phải giải 180 kim cương em ơi, còn đây giải 90 kim cương thì hai người 45 kim cương thôi. Hai người nhiều nhất thì mỗi người 45 kim cương nhá. Ok nha anh em. Xin là xin vĩnh biệt. Sẵn sàng hết chưa? Anh em theo ý kiến của đông số đông anh em là anh em bảo không đợi. Không đợi thì thôi, chúng ta xin nổ một khẩu nhá. Lại đợi. Ờ đợi thì đợi, đợi lên 90 view 135 kim cương. Game dễ, game dễ, game dễ. Game dễ, game dễ anh em à. View nữa. Sao mình thấy 7 view nữa mà nhỉ? 6 view nữa. Anh em like mạnh lên nào. Like mạnh lên thì mình có đề xuất thì mình lên view anh em ơi. Like mạnh lên thì mình có đề xuất thì mình mới lên view được. Năm view cuối nào các bạn ơi. Nào chia sẻ đi các bạn ơi. Đúng năm view cuối kìa. Nó đứng ở 85 view rồi các bạn ạ. Tất cả chưa. Khẩu chat nha, kiếm khẩu chat đây anh em, để kiếm chat cho mình nha. Thắm 7 view rồi, thắm 7 view rồi. Trái đất vẫn xoay tròn hai người yêu nhau. Chẳng đến một ngày hai ta thuộc về nhau. Ủa 90 đâu? Đang 87 view mà. Chờ tí anh em, thiếu còn tí view nữa à. Ok đủ view rồi nhá. Đùa ai đùa ai. Đủ view. Suy ra trận này top 1 135 kim cương chia cho 3 người nhiều kêu nhất, 3 người nhiều kêu nhất. Mỗi người 45 kim cương nhé anh em. Được chưa nào? Anh em còn gì thắc mắc nữa không nhỉ? Rồi pass đây. Mà còn chat thì mình có 3 số đấy nha. Bây giờ mình sẽ chat từ 1 đến 10, mình sẽ chat mật khẩu nha anh em. Bắt đầu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mật khẩu có 3 số nha. Có 3 số này.
mặt cầu đây. Ủa mình chắc mật khẩu anh em không nhìn thấy à? Mình chắc mật khẩu lên rồi mà. The hell. Anh em vô được cái gì? Mấy bạn này vẫn vô được cái gì? Vô đi em ơi. Khó nha em ơi. Không em ơi, soi bị gì cái đéo gì để soi thằng nào như nhau. Em thì em đấy bị soi cái em gọi em đừng có chơi nhá. Đấy bị soi sợ bị soi quá thôi nghỉ chơi mẹ đi chơi làm gì nữa. Trận trước có yêu cầu kill đâu mà nó đi săn làm cái gì. Trận trước không hề yêu cầu kill mà yêu cầu đúng một kill mà nó đi săn làm cái gì. Cứ đửa tội mình soi ạ, đéo hiểu, chán vãi ra. Chắc hiểu kiểu gì luôn ý. Bắn gà đổ tội mình soi. Hài vãi. Cuộc đời hài vãi anh em ạ. Sao không đổ tội cho mình bắn gà đi mà lại đổ tội cho mà lại đổ tội cho người soi nhỉ?
Lộc Ma Sơn. Ma Sơn. Biết rồi, anh còn chẳng biết Mason là ai cơ mà, fake này thật, anh còn không biết Mason là ai cơ. Anh không xem thì ông hay like hay lượt gì đâu nên anh không quan tâm lắm. Nói thật là anh biết các YouTuber là phế file, chắc chỉ biết mỗi Starboy VN này, em mobile này, năm lầy này. Thấy à? À bắt đầu nữa hết, chẳng biết ai nữa. Chịp. Anh không quan tâm. Nghĩa là mấy ông làm highlight anh không xem. Chơi nữa nha anh em, diêm tâm vào đàn cục là chuyện bình thường của mọi người rồi, ai rồi cũng sẽ bị thôi. Kìa, đủ má đang xem thì đang chuyển cam đúng lúc vậy. Cam đúng lúc vào lời thề. Kiểu đúng người đúng thời điểm mẹ luôn đấy. Không em. Đây, lười. Hơi bị lười.
người chơi cuối cùng nào. Vĩnh biệt cô. 16 người chơi. Team Lê Phi hay team của thằng nào vậy? Để Lê Phi cáo thế kia. Năm người chơi cuối cùng nào. Chúng ta cùng điểm qua xương xương 15 người chơi còn lại, thêm bao nhiêu team. Theo dự tính đến xương xương là 1 team, 2 team, 3 team, 4 team, 5 team và 5 team mà thôi. Chúng ta chỉ còn 5 team cuối cùng. Có sự mặt của thanh niên một mình cân 4 à, ở đâu đây thường xuyên đồng đội rồi. Chuẩn bị có sự có mặt của thêm 4 người chơi nữa, 3 người chơi nữa là đâu đó khoảng 17 team. Hello Pilu nha. Hello bạn. Tôi xin được gọi và có mặt từ 17 team. Anh 17 người chơi. Đây là Lê Văn Quý nha. Chỉ có Mai Son. Tên là Hào. Team này đều xương xương được 9-11 kill rồi. Team này thì được 0 kill, à được 1 kill. Vừa xin được thêm một người. Khá là may mắn khi xin được thêm một người. Vị trí team Hello Lê Văn Quý nha. Team số 10 nốc vị trí của Má Hoàng rồi. À, đang giao tranh của team của như là Mason thì phải. Tôi nghĩ để ý không nhầm. Đúng rồi. Không, nhưng Mason đi lẻ thì phải. Trước mặt của Mason có người. Mason có định để lên hay không đây? Mason ăn shot. Phan shot cực kỳ ảo thì bị của Mason. Kill thứ 3 cho Mason. Team này được 14 kill rồi. 14 kill cho team số 2. Có nha em ơi. Đây thì team của số 11 thì đang có giao tranh đây rồi. Ai kia chúng tôi đi xe à, người chơi hệ ma tốc độ à, Ken VIP đang dồn rồi, có định dồn ai kia là ai nhở, ai xe đấy, ai chúng mình được đi à, ai cứ để nó chạy mất luôn rồi ạ. À? Chịu thật, cứ đứng ngắm con kia bắn, nó chạy lên đây luôn rồi ạ, đến chịu bo tè luôn, bo tè châm trần luôn. Tên là Hào. 13 chưa cuối cùng nào. Rồi, có giao tranh ở đây rồi. Team mới Ken VIP. Rồi đây một Queen knock out rồi. Đây là mặt của team của Mason thì phải. À không. Nó team nào đây?
Team Hero à? Ờ đúng rồi. Đó team của Hero. Rất may là không bị clear. Nhưng mà sao quyết định chạy vào bo trước rồi. Quyết định là không giao tranh, quyết định là chạy vào bo. Có vẻ là anh tính thương xương chắc cũng đủ kill rồi. Thì kiếm đâu đó thêm một kill nữa thôi là đủ kill rồi, mới 14 kill hiện tại. Quyết định chạy vào bo để ke bo. Hôm đó gần đội số 2 của anh ta đang lần vẩn ở đây. Không biết là ta có biết sự có mặt của team mới phía sau lưng chưa, trước mặt chưa. Chí của tên Hào định đi móc à? Có vẻ là biết đi móc rồi. Còn mình combo K98. Combo súng K98 luôn. Rồi ba ca chết knock out và cùng đội của mình là team dai. Vừa hồi sinh xong thì có vẻ đi luôn rồi. Hero. Hero chỉ một mình mà thôi, Ken VIP knock out xuống súng Mason. Và ra đi luôn rồi. Còn cuộc solo giữa ta cất team lẻ thôi, team này 3 người, team này 2 người, team này 2 người. Thôi thì này tỷ lệ chiến thắng sẽ nghiêng về team của Mason rồi đây. Thắng cái này có vẻ nghiêng về team của Mason hơn rồi. Bom ra sẽ lại sau 22 giây nữa. Hấp dẫn. 7 cái chơi cuối cùng nào. Rồi chỉ còn muốn DQM thôi, DQM này ra đi rồi. Vĩnh biệt cụ rồi. Và táp rồi. Hero vẫn đang quanh quẩn ở đây. Có mình khẩu súng phóng liệu. Phóng liệu là mà giết được 3 thằng này là ảo lắm rồi. Mấy thằng này không có giáp này, toàn giáp mới thôi. Thằng này giáp này là bắn phát chết luôn này. Hero ném được quả là lượm tiền này. Hà Nội. Quyết định đẩy rồi. Rồi má hoàng knock out rồi. Ông kia đâu rồi, ra toàn thống liệu đây chứ. Thống liệu không thể hiện đi trời. Rồi xong. Team này top 1 rồi. Team này nhận tiền rồi. Lượm tiền. Nó còn đâu Mason thì cái ui rồi. Nó được mỗi thằng Mason nó chết ạ. Cả bèo. Cả bèo luôn. Mason, Victor. Hai thằng này thằng nào nhiều kêu hơn đấy, cho đi game lên nào. Nhanh nào. Ba thằng nhiều kêu nhất là tính sát thương thì gửi ai đi game bên nhà tốc độ nào. Để trao giải nào. Come on. Ủa sao tao thấy mỗi một chàng trai đi game vậy? Cho thằng Hào tất à? Cho thằng Hào tất kim cương à? À.
đâu như nào nhỉ? Số 1 nay có Mason, Lộc Mason, Victor và TN Hào. Thế là thằng TN Hào được bao nhiêu kim cương ấy? Thằng TN Hào được bao nhiêu kim cương vậy? Ok, nạp cho Lộc Mason 45 rồi nha. Chúng ta lại bắn thường tiếp à? Nạp rồi. Nạp rồi. Lại bắn thường tiếp à? Nào, bắn thường tiếp mấy nào? Thường solo team 2 4 cho mong đến một ngày hai ta thuộc về nhau. Đâu nạp cho thằng ấy mà, thằng cho thằng tên là Hào rồi mà. Không. Mùa 1 đâu ra, tao có tèo cực mùa 3. Ta mua thẻ cực từ mùa 3. Mùa 3 được cho. Em Victor á. Bây giờ bảo cho đi lên con chat thế đấy đâu. Victor bây giờ anh không thấy nó chat đi không vậy? Bây giờ có thể chat đi đéo đâu mà cứ đâu mà cứ hỏi kim cương ạ, hỏi chấm. Ai đi thì không chat. Bây giờ mấy phút rồi nhỉ? Tính xem bây giờ mấy phút rồi đã, xem có 3 phút chưa? Đủ ma mà nãy giờ 5 phút rồi. Tạo đưa ID game này nào, ai tạo đưa ID game nào? Đó cho team 4 tiếp nha anh em. Ai tạo đưa mình ID game nào? ID game không spam. Tạo để nhắn ID game đây.
Ok, tạo đi. Thôi đây, để bạn này tạo. Tạo đi Kubi ơi. Tạo thêm 4 đi Kubi ơi, bắn thường thêm 4 này. Bắn thường thêm 4 này. Vòng quay ngổ ngáo như cái bịp. Thề toàn ra mảnh nhân vật à, đéo hiểu kiểu gì. Tại cho hồng AK. Mà cay thế nhờ. Mở đi phát chán luôn nhá. Ủa? Ủa sao mình không thấy không thấy trong kho đồ nhỉ? Sao ra hồng AK sao không thấy không thấy cộng trong trong kho đồ ta? Ảo thế. Lật vẫn như trận trước nha anh em. Lật vẫn như trận trước nha. Không nha em ơi, top 3 không, chỉ có top 1 thôi em ơi. Top number 1. Một trăm bốn năm nay có mật khẩu nha. Ok nha Vũ Võ ơi. Ok em. Nhất trí nha. Ok là. Nhất thời. Ôi phát phan mày gáy ít thôi. Gáy xong thì mẹ gáy dọa dọa tăng kêu gáy chuẩn luôn nè. Chịu chết. Bốn người, hai người nhiều cứ nhất. Tí xem video nào đó rồi mà thông báo sau bạn này. Xem phải xem view như nào đã. Thì lúc nổ phát rồi biết view như nào rồi mới biết được cái đấy bạn ạ. Nha. Đúng rồi. Review biết cao là giải cao mà. Mười tám like nữa anh em ơi, thử đã anh em, thì like đây các bạn, like đi, like giúp mình cái nào anh em ơi,
Tấm vé trên tay anh bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu. Trái tim em như ngày đầu tiên. Nhà mình qua YouTube để lấy bất khảo nhá. Sạch nha em ơi. Pan TV á? Pan TV giờ nó làm Play Tui bây giờ rồi em ơi, nó không chơi game này nữa thì phải. Thế anh biết là thế. Giờ nó làm Play Tui bây giờ rồi. Kênh nó là Pan Gaming TV em nhé. Tám anh ơi có mật khẩu nha.
Ok, đủ like nha anh em ơi. Trời, bán hết thành spam rồi đó, mệt quá, cứ đó spam spam. Anh sẽ chờ em dù xanh như cỏ cạn khô. 11:10 chốt vote, 11:10 chốt vote nha anh em. Dù qua cơn bão kiếp anh vẫn cứ tưởng sập này là chết dở con nhà người ta luôn à. Hai phút nữa cho vote nha anh em, chat cũng bị delay được mà, chat cũng có thể bị delay mà, chứ phải là nguyên đọc bị delay đâu. Chat delay còn thốn nữa, thốn tận rốn luôn. Mười một giờ mười chốt vote ở pass anh em nhá, 11:10 chốt vote ở pass. Tụt tay ra đây nào, ba mươi giây nữa chốt vote nha anh em. Ok, chốt vote nha. Để mình lấy mật khẩu cái nào. Anh em có đợi view không? Anh em có đợi view không anh em ơi? Chín mươi view, 135 gương, là mẹ cái vô đi. Tại sao thằng ý thức kém tê nhỏ, cứ spam từ từ bật chế độ chắc chậm lên cái cho đỡ spam cái đó.
không đợi view à? Ok nha, theo dự kiến với 70% không đợi view thì mình sẽ nổ phát luôn nhá anh em. Một khẩu này chúng ta có 8 số nhá. Một khẩu chát nha anh em. Theo dự kiến 70% không đợi view thì chúng ta nổ phát luôn đây. Mình theo số đông vậy, không anh em lại chửi chết. Ta chốt này sẽ là 90 kim cương à nhầm. Ừ, tới 190 kim cương nha anh em ơi. Thôi anh em bảo không đợi rồi thì mình chơi không đợi thôi, nó bát luôn này. Mình sẽ chat từ 1 đến 10 cho nó sẽ chat một khẩu nhá. Bắt đầu nha anh em. 1 2 Thế cuộc có đợi hay không? Có đợi hay không để biết đây. Đừng bảo những ngày vút không đợi xong rồi lại bảo là chat lên đợi nhá. Đủ mẹ view rồi, khỏi nói đi. Đủ mẹ rồi. Chắc là 1 đến 10 chắc vào khẩu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình thử có 8 số nhá. Kênh chat này, kênh chat này. Khẩu dễ mà dài đâu, dài nhưng mà nó dễ. Nhập 8 lần số 2 là được, có gì đâu mà có phải chuyển số đổi số gì đâu, dễ mà. Bạn ơi, bạn thấy mình mở ngoặc 8 số 2 ở ngoài không? Mình đã cẩn thận đến mức độ ghi mở ngoặc là 8 số 2 cho anh em không nhìn bị lú rồi. Bạn không để ý đấy là lỗi của bạn nhá. Mình đã cẩn thận đến nỗi tốt đến nỗi là ghi là 8 số 2 đấy, phải với khác nó đéo ghi đâu nhá, nó ghi nó cứ để đấy rồi vào được thì vào, thì cút chỗ đây đừng đừng có mà than thở đây, không được thì thôi vô đi. Người ta vẫn là được bạn gà các bạn đéo vào được, bạn để tội cho mật khẩu đéo gì à? 48 người vẫn vào được đây cho bạn đéo vào được để đổ lỗi cho mật khẩu được để này bạn đi đổ tội được chết thanh niên. Ăn non thì còn tỏ ra nguy hiểm. Gà đi, đây gà vẫn cố đổ thừa cho người khác. Tình huống 2
Những pha ban vật khá đẹp mắt, có cơ hội ngay bây giờ. Bóng bay vào góc xa không thành. Tỷ số đã vào thì để áo tôi click tự chuyển anh em ạ. Bị săn à? Nhà khắc fan này chơi là bị săn rồi. Khổ thân thằng nhỏ à? Có thể nó sẽ không chơi đến xe làm quái ấy. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Sao một người à, có chuyển cao không nhỉ?
4-0. Qua là chất lượt. Cút từng nha bạn. Này ai chơi cũng được nha em. Ai chơi cũng được hết. Kéo nha em ơi.
Nhưng mà cái cả đấy phải chơi, phải xem livestream mới tính nhá. Không xem livestream thì thôi. Có cái này bảy chín không đủ kill, không đủ kill nhá. Mười hai kill thì phải đủ kill, nhưng mà top 2 nào. Đi em chạy cái gì anh em ơi. Vote đi anh em. Trận tiếp cầm là theo chơi gì nào. Vô đề anh em, vô đề, vô đề.
Suất thường tiếp à? Suất ngày thường nhỉ? Này chơi nguyên thường à? Hiểu thật đấy. Lazada thật đấy. Ok, lại tạo anh phòng team 4 đi em ơi, Vũ Võ ơi, các bạn rồi đúng không? Tạo anh phòng team 4 tiếp đi em. Hồi xưa anh ở Cam Ranh đúng không? Em hỏi ai vậy? Không em nhá. Nếu mà hỏi anh thì là không nha em. Em sai rồi. Lại đây anh em ơi, lại đi, lại đi, lại đi. Làm để ghim nhá. 180 like phát anh em ơi. ID 254 87840. 254 87840 nhá. Cấm đâu bạn không nhìn thấy à, khổ vãi.
cấm cho mình, các bạn là mình cấm, không có cấm đâu. Tự hiểu đi, thế không hiểu được à? Cứ cái chúng ngắm là chúng đắp, cái đấy là quả đắp mà chơi suốt mày cứ phải hỏi mình cứ vẩn thế này thế nào nhỉ? Này vãi, giả ngu à hay ngu thật vậy? Vâng, à, thương lại con nữa kìa. Mười bảy lần nữa có mật khẩu nha anh em.
xoạc bóng của Dicky. Mười sáu like nữa có mật khẩu nha anh em. Like có mật khẩu, thiếu 11 like nữa. 180 like có mật khẩu nha. Năm nay nữa anh em ơi. Tăng tốc. Thật tuyệt khi sút. Mở sang cái vốt đi. Ok vote nha anh em. Vote đến 11:53 chốt vote của phát nha. Messi. 11:53 chốt vote của phát nha anh em. Xem một khẩu chat đọc hay là màn hình đã khổ quá. Dục hoài. Mệt vãi hò. Em dục mình không nổ đâu. Đủ vốt xong mình mới nổ một khẩu. Thế cho nó vuông nhá. Có dục thì không có nổ đâu. Câu giờ vừa thôi. Ừ, mình câu giờ thì bạn không chơi, bạn có tên khác. Cảm ơn bạn đã xem nha bạn nhá. Nhưng đây có bắt bạn chơi đéo đâu, các bạn tự nguyện bạn chơi mình có bắt đâu. Kênh mình 10 hôm mình tạm cả 10 hôm như thế này hết. Anh nào chưa được chơi thì thôi, mình không có ép ai cả.
nha. Cái gì cho anh em vote hết này. Một phút nữa cho vote nha anh em. Ờ bạn không yêu quý thôi. Qua kênh khác, cảm ơn bạn đã xem nhá. Đấy, mình nói thế thôi, bạn xem chơi được chưa, không chơi, không chơi được thì thôi. Đây mình đâu có ép đâu. Anh nào còn để chơi được thì chơi, còn khó chịu quá thì qua kênh khác. Về chốt vote nha, mật khẩu chat nha anh em, lấy mật khẩu cái nổ phát luôn này. Hôm đéo nào cũng có mấy ông vào công giờ này nọ nói n lần rồi. Kênh mình 10 hôm tạo 10 hôm cả như thế hết. Ok nha, có mật khẩu rồi nha anh em. Thank you.
Rồi có 8 số nha. Đợi view á. Đâu anh em muốn như nào nào, đợi view không nào để biết nào. Anh em muốn như thế nào nào? Như nào nhỉ? Anh em có đợi view không để mình biết nhỉ? Một đang xem view nào đây, view cao giải cao view thấp giải thấp anh em. Hôm nay dậy sớm mệt vãi, buồn ngủ vãi lìn. Ok đợi thì đợi. Anh em like chia sẻ kêu gọi bạn bè đi, like share kêu gọi bạn bè cho mình cái đây anh em. Này chắc không lên được view rồi, còn này chắc nổ phát luôn quá anh em ơi. Còn này mình nghĩ là không lên được view rồi anh em ạ. View nó sẽ top lại đây rồi. Chắc nổ phát luôn quá. Này. Nổ phát luôn nhỉ. Đang là 67 view. Sao anh em bây giờ nổ một khẩu luôn hay là đợi view ra chốt mình cái nhẹ cái nào? Nổ luôn hay đợi view ra chốt đi anh em ơi. Một câu nói cuối đi. Chốt đơn cái đi. Thì anh em là mật khẩu luôn nhá. Ok nổ luôn nhá anh em. Mật khẩu này có 8 số nhá. Chắc từ 1 đến 10 chắc mật khẩu này.
Còn mẹ cái con chó Minh Tâm này nữa. Khó chịu thế nhở. Rồi mật khẩu đi em ơi. Bực thế nhở. Biết mật khẩu thì im cụ mồm mày vào. Bố mày khiến mày đọc mật khẩu lên à. Ok, mật khẩu mới nha anh em ơi, mật khẩu này có 6 số nha. Mật khẩu này có 6 số nha. Biết mật khẩu thì im mồm vào xong rồi tự đi mà nhập vào còn đưa pass lên cứt à. Ô sinh mà để có ô sinh rồi mà. Kêu cộng lại bộ cả là cả 4 người nha anh em, 15 kêu cả 4 người nhá. Ok chưa nhỉ? Chat tôi mới 500 mật khẩu nha.
được đi qua. Đó là một ý tưởng tốt để tận dụng khoảng trống ở cánh, đánh bóng ra ngoài và một quả ném biên. Đúng rồi nha Xuân Thành ơi. Em bán giá bao nhiêu? Nhiêu một vé? Rẻ thì mua, đắt thì thôi. Thank you.
Hello RD nhá.
Gửi anh đi game đây nào. Ba người top 1 gửi đi game đây nào. Đang nạp nha, đợi tí nha. Gái đi xem nhận kim cương chưa, à nhầm. Chắc xem nhận kim cương chưa, bán lại mình cái nào. Cho em nhận được cương chơi báo lại mình cái nào bạn ơi. Check đi, kiểm tra xem mình được kim cương chưa, báo lại cái nào anh em ơi. Không nghỉ anh em ạ, chắc nhận được kim cương rồi thì mình nghỉ ra. Chiều có gì mình ra tiếp nhá. Chiều tầm 5:30, nếu mà ấy thì 5:30 mình ra tiếp nha anh em. Thôi giờ nghỉ anh em ơi. Này 3:30 rồi. Nghỉ nha anh em. Chiều lại ra tiếp nhá. Off đây. Bye bye anh em, bye bye. Đăng kênh ấn vào cổ chuông với mình nhá. Thank you.